Ngày 21 tháng 3, tại Hà Nội, Học viện Ngân hàng và Báo Tuổi Trẻ Thủ đô đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trên nhiều phương diện giữa hai cơ quan. Chia sẻ về Học viện Ngân hàng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hữu Toàn cho biết, đây là trường đại học công lập thuộc top đầu trong hệ thống các trường đại học công lập và khối trường kinh tế. Qua 62 năm phát triển, chất lượng đào tạo của trường luôn được khẳng định với đội ngũ cán bộ, giảng viên tâm huyết và chất lượng. Làm thế nào đấy để mà lan tỏa tất cả những giá trị mà Học viện Ngân hàng đã làm, đang làm và sẽ làm. Và trong đó thì hướng tới những cái giá trị mà cả hai bên trong quan hệ hợp tác đưa lại Học viện Ngân hàng đều mong muốn. Thế thì hôm nay rất là phấn khởi qua cái quá trình kết nối, qua quá trình làm việc được đồng chí tổng biên tập Nguyễn Mạnh Hưng và lãnh đạo Học viện Ngân hàng trao đổi và thống nhất, thì chúng ta có một cái thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học viện Ngân hàng và Báo Tuổi Trẻ Thủ đô. Chúng tôi rất kỳ vọng vào cái sự hợp tác, mang đến những cái nguồn thông tin, mang đến một cái bảo trợ truyền thông qua các anh chị, thì tất cả những gì mà Học viện đã làm, đang làm và sẽ làm sẽ đến với lại bạn đọc, sẽ đến với xã hội. Tham dự và chứng kiến buổi lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội đánh giá cao sự hợp tác từ trước đến nay của Báo Tuổi Trẻ Thủ đô và Học viện Ngân hàng. Tôi tin tưởng rằng đây sẽ là một cái cột mốc để đánh dấu một cái chặng đường mới, một cái giai đoạn mới, mà đó sẽ có rất nhiều các hoạt động đa dạng, mang cả thế mạnh của Học viện Ngân hàng cũng như thế mạnh của Báo Tuổi Trẻ Thủ đô. Bày tỏ niềm vui mừng trước sự hợp tác ngày càng bền chặt giữa hai bên, Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ Thủ đô Nguyễn Mạnh Hưng cho biết, trước đó, hai đơn vị đã cùng nhau phối hợp triển khai nhiều chương trình. Đồng thời, hy vọng hai cơ quan sẽ sớm thực hiện các hoạt động thiết thực để đưa mối quan hệ hợp tác đi vào thực chất và đạt được những kết quả cụ thể, tốt đẹp. Thì Tuổi Trẻ Thủ đô, hệ sinh thái Tuổi Trẻ Thủ đô cũng rất nhiều hợp để làm sao là phù hợp, như có một chương trình giáo dục trẻ. Thì đối tượng là học sinh, sinh viên rất là lớn trên địa bàn thành phố và các địa phương. Thế nên có những nội dung cho nó đa dạng. Và chắc chắn rằng cái sự đào tạo của giữa Học viện Ngân hàng và Báo Tuổi Trẻ Thủ đô sẽ được các bộ phận, các ban triển khai. Theo thỏa thuận ký kết, Báo Tuổi Trẻ Thủ đô và Học viện Ngân hàng nhất trí cùng nhau hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, trong đó phối hợp thực hiện các nghiên cứu mang tính thực tế, chú trọng các đánh giá, trao đổi về vấn đề kinh tế xã hội có tính thời sự, trọng điểm, phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm về chủ đề hai bên cùng quan tâm, hợp tác trong hoạt động truyền thông, tổ chức sự kiện, đồng thời cùng nhau chia sẻ trách nhiệm xã hội, chung tay vì cộng đồng. Tại sự kiện này, đại diện lãnh đạo hai bên cũng trao tặng nhau những món quà ý nghĩa, thể hiện sự chân thành, thân thiết và mối quan hệ bền chặt. Ngay sau lễ ký kết, hai đơn vị sẽ bắt tay vào triển khai nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa, hướng tới cộng đồng như an sinh xã hội, hội thảo.